vậy? À, em rất là buồn, buồn anh em. Chưa bao giờ anh em hỏi thăm em một câu. Gọi cho em đang quay phim luôn mà gọi cháy máy em luôn. Trả nợ cho anh đi, người ta dí anh xuống gầm cầu, anh không có chỗ ngủ. Người ta đòi chặt. Đó là những cái câu mà em bị ám ảnh trong khoảng một cái thời gian dài. Hai vợ chồng, hai đứa con không kiếm ra được 1.000 nào từ trong ở Sài Gòn. Em nó kêu giờ chị hai, chị dâu em, cháu em nuôi. Còn anh á, anh ra ra khỏi nhà đi. Tự nhiên em nghĩ quẩn anh. Em nói kêu sao em sống mà em bị áp lực quá. Thì anh ơi, cái nhà cao dữ vậy em. Đúng, nhà này anh. Nhà của ai mà nhà của nhân vật mình em hả? Ơi hả? Cái nhà này nó đã cao rồi, nhà cao mà còn có cây cao nữa. Ý quá là nhà là làm ăn là nó sẽ phát triển là cao hay quá. Ủa nhà ai vậy? Em dẫn anh đi nhà mà. Nhân vật một người em, một người đồng nghiệp cũ. À, nhà này là phải là nhà của một người đồng nghiệp của em. Dạ. Mà trồng cây cao nữa. À, đây là nhà của Cao Minh Đạt. Trời ơi. Không phải. Anh Cao Minh Đạt làm sao em kêu là một người em được? Ai biết, đã nghe chữ đồng nghiệp không? Nó nghe này mình chưa chào khán giả luôn chào đó. Đi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc. Hôm nay Ngọc Lan sẽ đưa anh Quốc Hưng cũng như quý vị khán giả đi thăm nhà của một người em đồng nghiệp của Lan. Thôi dạ, đi em đi để anh biết nè, giờ vô gõ cửa nè. Thì cái trồng cây cao là thấy là phong thủy lắm nha. Bé này cũng cao lắm ạ. Cao lắm hả? Ừ. Bé nào vậy? Nó bước ra cái quá trời ơi. Hồ Bích Trâm. Dạ chào. Rồi, chào Hồ Bích Trâm. Chị Lan. Lâu lắm rồi mới gặp cô bé này nghe. Đúng rồi. Dạo ta mới sanh xong. Rất là hot hòn hot ở trên mạng xã hội luôn nghe. Không có anh ơi. Hai mặn cho 8 triệu khán giả của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà gửi tặng em. À, chiếc đồng hồ với thương hiệu Gõ Cửa Thăm Nhà của chương trình. Ủa chưa vô nhà mà được tặng quà đúng không anh? Tại vì tặng xịn không em? Tặng dạ. Quà xong rồi mới bước vô nhà được chứ. Dạ em cảm ơn anh chị ngày hôm nay đã tới thăm nhà của em ạ. À. Dạ. Làm nhà. Em đóng cửa. Ủa đóng cửa nhốt hai tủ ngoài luôn hả? Ờ, ha. Quà rồi mà tự nhiên em để xong rồi tự nhiên cái đầu của em nó bị sao anh, nó chưa có lắp nữa. Tự nhiên em để xong cái em không biết tiếp khách luôn á. Hồi với chăm. Rồi mời anh chị vô nhà. Vô nhà. Đây là không gian bếp của nhà em. Ủa Trâm ơi, sao các bạn bự dữ vậy em? Dạ, nhà em mấy người? Dạ nhà em tầm 15 người. Mà 15 người là ở chung nhà này luôn hay là sao? Dạ không, ở đây thì có vợ chồng em, em bà vú với lại một cô nữa. Nhà đây nhà chồng em. Còn nhà phía bên em là gần đây cách đây mấy bước á. Thì cái nhà đó là em làm để mà kinh doanh. Tới trưa ăn cơm là phải làm tới 2-3 mâm lận đúng không? Dạ. Tại vì nhiều người quá. Vậy ai lo bếp nút? Dạ, người mà lo chuyện bếp nút là đây ạ. À. Anh hai em. Ủa anh hai hả? Chào anh hai. Dạ, chào chị, chào anh. Dạ. Này nè, anh hai ruột của em luôn. Còn đây là cô của em. Dạ, dạ chào cô. Chào dạ. Cô. Ủa, phòng khách ở đâu em? Dạ, phòng khách ở trên này. Trời ơi, nhà bá mà bá. Em sợ. Ê, anh có cảm giác giống như Trâm nó mướn nhà hay sao? Ừ, chắc nó mới có kỳ à. Hỏi mà. Mới mướn hồi tối hôm qua. Ờ. Đây, em mời anh chị lên phòng khách nha. Em đi nghe anh hai cô ba. Cô tám. Wow, ở trong cái phải đi lên tới lầu 1 mới vô được tới cái phòng khách của nhà Hồ Bích Trâm đó mọi người. Thôi xin giới thiệu với cả nhà, người đàn ông bên cạnh Hồ Bích Trâm vừa là một bạn trai, vừa là người bạn đồng hành và đồng thời cũng là ba của con trai Bích Trâm. Đó là em Trọng nha. Ủa Trọng ơi, công việc của em á hình như là không có liên quan đến nghệ thuật đúng không? Dạ không anh. Vậy sao mà em quen được với một cô bé diễn viên nổi tiếng này vậy? Hai đứa quen nhau đâu? Quen bàn nhậu anh ơi.
Tức là hai bạn sao? Là có sắp xếp không? Hay là gặp bạn bè chung với nhau? Nó là như vậy nè, có một người anh tên là anh Lộc hả? Thì anh Lộc đó là ảnh sát nhà ông này, ở với nhau mười mấy năm rồi. Thì hai anh em chơi rất là thân à. Mà anh đó cũng chơi với em. Anh nói là anh cũng đóng phim rồi mấy cái bay nhỏ nhỏ vui vui thôi à. Anh quen với một chị mất cấp, mà chị mất cấp đó là chị ở phòng trọ gần cái phòng trọ của em, cho nên là hai anh em mới biết nhau. Thì anh hay qua nhà bạn gái quán ăn cơm, thì nhà em là với lại cái chị đó mất cấp trong đoàn phim nữa, hai chị em gần ở với nhau rồi cứ qua xúm nhau nấu cơm ăn vui lắm. Thì một ngày đẹp trời thì ông này ổng đi nhậu ở đâu á không biết, thì anh Lộc đó anh rủ em đi nhậu. Thì em đi ra cũng đâu biết đâu, tưởng hai anh em thôi. Tự nhiên hồi thấy ông này lù lù xuất hiện à. Mà cái ông này là cách đó là mấy năm về trước á, đã từng gặp một lần rồi. Ờ mà không nhớ. Là cũng anh Lộc nó kêu ra luôn mà em không có nhớ. Mà lúc đó anh cha nội này ba gai lắm anh. Chảnh lắm đúng không? Không có ưa diễn viên em mới ra gặp là nó kêu trộn nhỏ này sao nó nói nhiều quá. Ý nói em vậy đó, nghĩ trong đầu vậy đó. Thì hôm đó là đi ra cái quán nhậu này thì gặp. Thì lúc này là ai cũng có bia vô rồi, nghiêng ngồi đối diện. Bình thường là thấy nhỏ này nói nhiều quá thấy ghét, tự nhiên bữa nay nói nhiều quá thấy cá tính à. Thấy đang yêu anh. Ủa sao ngộ ta, có nghĩa là có men vô cái tự nhiên thấy từ ghét thành yêu đúng không? Dạ. Từ ghét thành thương đúng không? Dạ hỏi thì cảm xúc lúc đó nè. Thì nói chung là thấy cũng bênh vết cũng hay hay à. Cho nên em mới tìm hiểu à. Mà tìm hiểu trước đó là mình không có để ý tới. Nhưng sau cái ngày đó thì em mới lên Facebook á. Em mới search Facebook xong rồi em vô em chat, em hỏi làm quen vô kết bạn anh mới đi nhậu về mà cái tin nhắn của ông nó nằm trong một tin nhắn chờ đâu có biết đâu. Anh Lộc nó kêu chăm kết bạn Facebook với lại Trọng nha. Cái em nói ủa em đâu thấy gì đâu, thì em lục cái trong tin nhắn chờ thì em thấy ông nội này nhắn tin em ơi cho anh kết bạn nha, anh Trọng tối qua nhậu chung nè. Đó thôi hay quá. Xong rồi mày hành lên bờ xuống ruộng không? Không có chị, ông nội này hành em vui lắm. Thì lúc đó hai đứa đang cô đơn hết mà, bụng kiểu cô gái giống như bao nhiêu con người vậy đó chị. Cái ngày đầu tiên, cái ngày thứ hai tôi nói bắt chuyện quá trời bắt chuyện rồi, nói chuyện tới 5 giờ sáng. Trời ơi, mà em cũng trả lời hết luôn đúng không? Không ai ngủ luôn, chắc là cũng kết rồi đó. Không kết phải rồi. Anh lúc đó cô đơn quá em ơi cô đơn quá. Ê nhưng mà anh hỏi Trọng nha, hồi trước là không ấn tượng, tại sao không phải gu mình mà đến khi mà lên bàn nhậu thì lại là thấy cô này cũng đáng yêu? Không, nhiều khi 4 năm trước bé Trâm nó không có đẹp à, bây giờ nó đẹp. Sau đó mà mỗi ngày cái hào quang của nó nhiều thì nó sẽ đẹp lên. Thôi bây giờ á, mình nói chuyện cũng khá lâu rồi à. À, mình cũng tới giờ mình đói bụng rồi, giờ ai nấu cơm đây? Dạ. Em đi, lâu lâu em nấu đi. Bé Trâm thì nó là một người phụ nữ là có anh hai lo hết tất cả, nó cũng không xuống bếp. Còn em thì em có anh lo tất cả. Chà, nói chung là những người đàn ông công dung ngôn hạnh. Công dung ngôn hạnh đáng được tuyên dương. Thôi mình đi xuống dưới nha. Dạ. Trả không gian lại cho các em nha. Dạ. Mình lớn mà em, đó lớn phải nấu ăn vui vẻ nha anh. Rồi anh đi nha. Chúng ta bắt đầu với một cái câu chuyện là chắc cũng phải nhắc chút xíu về nghề nghiệp đi ha. Cái quá trình mà để hình thành nên một hộ Bích Trâm như thế này. Nhưng mà trước khi em nói thì chị xin bày tỏ một cái gọi là một cái niềm vui của chị dành cho bé Trâm. Lan hay gọi bé Trâm tại vì 10 năm rồi hả? 10 năm rồi hai chị em mình làm việc cùng với nhau. Và Trâm là cái người đồng hành với Lan trong cái giai đoạn gọi là đỉnh cao của mình. Chị vẫn còn nhớ cái ôm và những giọt nước mắt của em khi mà chị nhận được cái giải thưởng đầu tiên của mình. Và phim đó có em tham gia. Có em tham gia. Và lúc đó là giống như là một cái sự ngưỡng mộ của em dành cho chị Lan. Là một người chị mà mình coi là để mình đáng học hỏi. Thật sự là lúc đó cái giai đoạn đó là em cảm thấy em rất là may mắn khi được đi chung phim với chị nè, anh Quang Tuấn nè, anh Hùng Thuận nè. Đó là một cái bộ phim mà nó đánh dấu cái bước trưởng thành của em luôn. Thì để nhắc chút xíu là chị rất là quý cái giai đoạn đó. Và cũng như là ngày hôm nay khi mà thấy em có được một cái cơ ngơi như thế này, một gia đình hạnh phúc như thế này thì chị rất là mừng. Bởi vì ngày xưa mọi người ơi, Trâm rất là khổ, ở quê vào thì rất là khổ. Và để có được ngày hôm nay là cả một cái hành trình phấn đấu, nỗ lực từ cả trong nghệ thuật lẫn trong cái công việc kinh doanh của mình nữa. Đây là một cái người mà đáng để cho mọi người học hỏi đó. Ngày xưa bạn thì học hỏi mình, nhưng mà bây giờ là rất là nhiều người đã phải ngưỡng mộ bạn rồi. Bây giờ mình nói sơ sơ về một cái quá trình phấn đấu của em đi. Xuất thân là từ một cô gái ở dưới quê lên Sài Gòn và tìm kiếm về cái công việc diễn xuất. Nhưng mà cái sự thành công của em nó lại nằm ở một cái lĩnh vực gọi là kinh doanh. Thật ra thì khi mà em đang đi quay phim thì lúc đó là thời điểm mà sau khi em quay phim với chị xong á, thì sau cái phim đó thì em được nhiều đạo diễn người ta biết tới và người ta cũng mời em rất là nhiều phim. Nhưng cũng có những cái giai đoạn là mình tự nhiên không ai mời mình lại. Dạ, bị chững lại, buồn quá. Em là một cái người là cuồng công việc và chỉ biết làm việc và muốn làm việc thôi. Cho nên là nghĩ trong đầu kêu chó là tự nhiên, ủa sao vậy kỳ vậy ta, ủa mình có bị vấn đề gì không, hay là diễn xuất của mình nó như thế nào, hoặc là nó đang bị một cái gì mà tại sao
không có phim nào mời mình. Em mới nghĩ là hay là bây giờ mình tìm một cái gì đó khác để mình làm, chứ bây giờ mình không thể nào mà mình nằm để mình chờ như vậy. Thì thứ nhất là đã không có tiền rồi, mà lúc đó là em cơm áo gạo tiền dữ lắm chị, vừa lo cho mẹ cho em của em mà vừa lo cho cuộc sống ở trọ ở thuê, cho nên là mọi thứ nó rất là khó khăn. Nếu như mà em ngồi không, em mới quyết định là em làm gì một cái gì đó. Thì em vô tình em nói chuyện với một con bé em, thì con bé em của em là nó đang bán nghệ viên tinh bột nghệ á chị, nó khởi nghiệp từ cái đó. Thì nó mới vừa đẻ xong thì nó bán cái đó rất là được. Thì em mới nói là ừ em ơi, em có bỏ lại cho chị bán không? Có lời có mấy chục ngàn chị, 30-40 ngàn gì đó thôi, mà tiền bao quấn là tiền công sức của mình chưa có tính vô nữa. Bé nó kêu giờ chị ơi bán cái này không có lời, rồi chị bán được không? Nếu chị bán được thì em để lại cho chị bán. Em kêu rồi thôi bây giờ bán đại đi. Cái thời điểm đó là cái Facebook nó mới có một cái rộ lên cái vụ mà livestream bán hàng. Thì em là hồi nhỏ là lúc 5 tuổi là em đã đi chợ em bán hàng rồi, cho nên em nghĩ thôi giờ mình thử đi, biết đâu được. Hồi xưa mình bán ngoài chợ khác, giờ bán trên đây là bao nhiêu, không có ai hết trơn, có mình với một cái điện thoại thôi. Mà đó em bán điện thoại cùi bắp nữa chị, làm gì có điện thoại xịn đâu mà livestream. Cái điện thoại cùi bắp xong, chị biết em đầu tư cái gì không? Em đầu tư một cái bàn, một cái bàn gỗ là 50 ngàn hay 55 ngàn gì đó. Rồi em đi ra em mua một cái kệ inox 700 ngàn, mà em ở cái nhà trọ nó nhỏ xíu vậy đó. Cái em để cái kệ đó ra ngoài bức tường, rồi cái em mua một cái tấm chiếu em trải dưới đất, em ngồi lên đó em để cái bàn vô, cái em để cái cây livestream trên cái bàn đó. 55 ngàn và 700 ngàn làm nên sự nghiệp của em, nghệ viên với nghệ bột. Thì khi mà em nhập về rồi á, em bán cũng chưa có nhiều đâu. Nhưng mà cái thời gian đầu em mới like những ngày đầu tiên á thì em rất là buồn, em khóc hoài à. Mỗi lần em tắt livestream xuống là em khóc, là tại vì rất là nhiều cái bình luận á. Lần đầu tiên của người ta cũng coi livestream, người ta thấy nghệ sĩ người ta vô bán hàng, lúc đó chưa có ai like bán hàng cho chị, có em mà tự nhiên em lên em like em bán vậy đó. Thì người ta vô người ta nói kêu ủa không đóng phim nữa hay gì đi bán hàng rồi, rồi hết thời rồi em, rồi không ai mời nữa. Mà tự nhiên nó chạm tới một cái cảm xúc, thì chị cũng biết là nghệ sĩ mình là mình hay bị cảm xúc, cho nên là khi người ta hỏi vậy là cũng ráng cười. Nó kêu không có chị ơi, bây giờ em đang rảnh em chưa có đi phim á, cho nên là em bán thêm. Mình vẫn trả lời lịch sự như vậy, nhưng mà những cái lúc mà mình offline xuống thì mình cảm thấy mình buồn. Ủa tự nhiên mình đang đi phim mà mình cũng được đóng những cái vai chính rồi, đóng những cái vai thứ chính, tự nhiên giờ mình ngồi đây mình bán hàng như vậy, rồi người ta vô người ta nói vậy, em buồn. Nhưng mà tối em ngủ em suy nghĩ em kêu ủa có ai đâu buồn trời, giờ mình làm kiếm tiền mà đâu đi ăn cướp đâu, thì phải cố gắng. Qua ngày hôm sau em like tiếp, thì em càng like thì càng có nhiều người xem, mà nhiều người xem thì càng nhiều người nói hơn nữa. Thì em bắt đầu em không quan tâm ai mà comment nói những cái lời đó em lướt luôn. Rồi em đi quay em lên đoàn phim, thì không chỉ là khán giả không, mà có những anh chị em trong nghề thấy em ghẹo, trời ơi nữ hoàng livestream lên nay bán được nhiều không em, trời dạo này thấy bán hàng không ổng đi quay nữa hả rồi này kia. Thì biết là người ta giỡn thôi, nhưng mà người ta không có hiểu là người ta vô tình người ta ghẹo như vậy thì mình họ làm cho mình bị buồn rồi. Họ đâu có biết là mình phải lo cho rất là nhiều thứ, cho nên bắt buộc mà mình phải bán như vậy. Nhưng em quen rồi, bắt đầu em quen rồi, em sẽ làm. Em làm và em nghĩ trong đầu em là hy vọng một ngày nào đó khi mà em phát triển ở cái mảng này thì tất cả mọi người sẽ thấy được cái sự phát triển, cái sự ảnh hưởng của mạng xã hội. Thì em nghĩ trong đầu em vậy thôi. Thì thật sự là một năm sau cái công việc của em nó ổn định. Chị biết không, một tuần em bán, lần đầu tiên một tuần em bán em được bao nhiêu tiền đó. Nó chuyển tiền về em mừng mà em rớt cái điện thoại luôn chị. Em không nghĩ là có lúc mà mình cầm trên tay cái số tiền như vậy. Em nói kêu mình vừa đi quay mình vẫn có thể bán hàng được, đây là một cái cánh tay trái của mình. Lúc đó là tâm trí của em nó thoải mái hơn và cái cuộc sống của em nó được cải thiện hơn. Em bắt đầu em có tiền để em lo cho mẹ em, cho em. Tại vì trước khi em làm cái đó thì mẹ em và em ở dưới quê vẫn đang sống trong cái diện là hộ nghèo. Mà lúc đó em đã làm diễn viên rồi, em đóng phim rồi, mà em về quê. Lúc đó em mua lại một cái xe máy Everest đó chị. Mà cái xe đó là lúc em mua lại, tiền đâu mua mới để em đi quay. Tại vì ngày xưa mình đi quay á, mình đi quay cái xe tàn, cái xe củi bắp quá, người ta cười, người ta chê mình, người ta không có tôn trọng mình đâu chị. Em nói vậy là chắc chị Lan hiểu mà. Em mua được cái chiếc xe đó em đem về quê. Tết em đem về quê em chạy, em chở mẹ em đi hội chợ rồi chứ. Em đem về mẹ em lo chị, mẹ em cái gương mặt của mẹ em không có vui khi em đem chiếc xe về. À, mẹ xa quê em á. Em nói ủa mẹ con đi cả năm trời con mới về, con chở em con đi mà mất mớ gì mà mẹ không cho con đem xe về. Mẹ kêu con ơi con đừng đem xe về, con đem xe về là người ta cắt cái hộ nghèo của mình.
người ta nói vậy đó chị. Mà lúc đó thiệt sự là kinh tế em khổ lắm, em chưa có lo được gì cho mẹ em trơn, chưa lo được gì cho con em. Mẹ em ở quê làm đủ thứ để mà lo cho em rồi. Mẹ nằm thiệt trong cái diện là thứ nhất là chồng mất, rồi con cái là con sao, đâu phải con ruột đâu. Cho nên là mẹ có một mẹ một con à, ở quê, cho nên là người ta cho mẹ với em vô trong cái hộ nghèo. Tại sao mình tệ quá, mình đi làm dù sao cũng mang tiếng là diễn viên mà tại sao đi về quê lại để cho mẹ với em mình nó nằm trong cái thuộc hộ nghèo. Em buồn quá, là ngày mùng 3 là em định xách vali em đi rồi đó. Mình ở đó mình cảm thấy mình nhục quá, mình cảm thấy mình tệ với gia đình mình quá. Xong em nghĩ trong đầu em, không, hồi đó mình đã hứa với ba mình, khi mà ba mình mất á, mình hứa là mình nói với ba mình là ba yên tâm đi, ba mà mất đi thì con sau này con sẽ cố gắng con làm, con nuôi em ăn học đàng hoàng tới nơi tới chốn. Cho nên là khi mà mẹ em nói vậy xong em vô quyết tâm, em quyết tâm dữ lắm. À, Sĩ là vợ con gì chưa? Dạ em có một vợ với hai bé rồi. Ở nhưng mà là ở đâu? Dạ hiện tại thì đang làm việc phụ kinh doanh với cô Ba Trâm đó. À, ở bên kia, nhà bên kia. Cái công việc trước đây khi mà em về em phụ cho Trâm á, là em làm công việc gì? À, trước đây khi mà em chưa về phụ cho cô Ba Trâm á, thì em làm rất là nhiều việc. Bán hủ tiếu nè. Cái công việc gần nhất á, là mở quán cơm ở ngoài thành phố Đà Nẵng. Nhưng mà sau cái bị dịch á, rồi em cô Ba Trâm nói tiền mặt bằng này kia khó khăn quá, thôi anh hai vô phụ làm với em. Rồi vợ chồng con cái là mới chuyển hết vô Sài Gòn luôn. Dạ. Chà, như vậy là chuyển nhà, rồi chuyển dùng đất sống nữa. Dạ đúng rồi. Mà dùng miền nữa. Thì nó có những cái khó khăn gì không sĩ? Rất là nhiều khó khăn luôn á. Dù như con cái mình chuyển từ ngoài miền Trung vô Sài Gòn học thì cái ngôn ngữ nói rồi này kia nó cực khó khăn lắm. Mình xin trường nó cũng khó nữa. Rồi vô mình làm cái công việc mới thì nó chưa có quen á. Nên là nó cũng hơi khó khăn một phần. Thật ra trước đây thì Trâm cũng rất là khó. Dạ đúng rồi. Cái công việc diễn viên thì nó cũng khá là bấp bênh. Nhưng mà khi mà ngỏ ý là cả gia đình em vào trong này thì chắc chắn là sẽ khó khăn hơn. Vậy thì cái giai đoạn khó khăn nhất của gia đình em đó là như thế nào? Dạ, giai đoạn mà khó khăn nhất từ nhỏ tới lớn là mà em với bé Trâm còn nhỏ. Lúc đó gia đình rồi nói chung nó không có trộn vẹn anh. Ba mẹ rồi này kia là hai anh em mà còn học ở quê thì cái giai đoạn là khó khăn ba nhất. Mẹ sao? Ba mẹ ly dị nhau, không gửi với nhau nữa đó. Là cái thời điểm đó là hai anh em phải chia cách mỗi đứa mỗi nơi. Rồi sau đó một thời gian hai anh em về ở chung á, ba một mình ba sống để nuôi hai anh em á, là cái giai đoạn khó khăn nhất. Em nghĩ như vậy. Là hai anh em ở với ba chứ không ở với mẹ? Dạ ở với ba. Nhưng mà trước đó là chia ra, một người ở với ba, người ở với mẹ. Dạ đúng rồi. Em ở với ai? Em ở với ba, còn bé Trâm là đi theo mẹ. Và sau đó bao nhiêu năm thì anh em mới về ở với ba? Dạ khoảng 2 năm. Rồi khi nào thì Trâm mới quyết định vô trong thành phố Hồ Chí Minh? Đi học rồi lập nghiệp ở đây luôn. Nói chung tới cái năm lớp 10, em 11 là bé Trâm lớp 10. Thì cái năm đó nói chung là cũng có một cái biến cố nhỏ. Là ba lập gia đình, ba có người mẹ sau, nhưng mà người mẹ sau rất là tuyệt vời. Người mẹ sau về đó rồi thương hai anh em. Thương hai anh em rất nhiều. Cái lúc đó Trâm bị nhiều cái tác động vật tâm lý á anh. Nên là học hành bị chỉnh mãn. Rồi cái nản nghỉ mới quyết định là xin ba đi vào Sài Gòn để làm việc. Nhưng mà khi mà vào trong này kiếm cái đồng tiền rất là cực khổ. Mới biết được là cái việc học mình nó quan trọng. Rồi xin cái người chủ đó, chỗ là Trâm phụ bán quán cơm á, cho đi học ở trung tâm giáo dục thường xuyên để học lại. Rồi thi đậu ở trường sân khấu điện ảnh gì đó. Rồi mới có được như ngày hôm nay. Chị đến bây giờ chị vẫn còn rất là mơ hồ về những thành viên trong gia đình của em. Em có thể kể lại được không? Nó hơi rối nha. Đúng rồi, nó hơi rối đó. Đúng rồi. Có nghĩa là ba em và mẹ em là có hai người con, là anh hai em và em. Rồi. Xong, ba mẹ em không ở chung với nhau nữa. Thì sau 10 năm thì ba em đi một bước nữa. Mẹ sau của em có một người con với ba của em, là em của em, là em trai. Là bây giờ em đang lo cho em trai em đó. Còn mẹ ruột của em thì sau khi mà chia tay với ba em xong thì cũng đi bước nữa và đang có hai người em gái. Có nghĩa là nhà em là có một anh cùng cha cùng mẹ, một em cùng cha khác mẹ, hai em cùng mẹ khác ba. Đó. Và bây giờ là em lo hết cho tất cả ấy. Dạ không phải em lo hết đâu. Mà bây giờ có nghĩa là lần trước là em ở với ba em, cho nên bây giờ em sẽ lo cho em của em. Còn anh hai của em thì công việc không ổn định. Với lại có một khoảng thời gian là anh của em
ham chơi. Cái điều mà em trăn trở, mà em buồn nhất, mà em nghĩ là ba em mà ông mất đi mà ông lo nhất đó là anh em. Tại vì cái thời gian mà ba em còn sống á, thì anh của em rất là phá rất là nhiều thứ, nhiều đến nỗi mà phải trả nợ hoài như vậy. Thật sự là nếu như em nói ra thì em sợ nhiều người sẽ nghĩ là trời, em nói như vậy rồi anh em sẽ buồn như thế nào không? Không, đối với em đây là một cái sự tự hào. Tại vì ngày hôm nay anh của em đã trưởng thành, đã thay đổi. Đó, tại vì em nghĩ là không những anh của em đâu, mà ở ngoài kia cũng sẽ có rất là nhiều người, có những gia đình sẽ có một người giống như anh của em. Nhưng mà ngày hôm nay em rất là tự hào về anh em. Anh em đã thay đổi và anh em đã trở thành một người đàn ông tốt của gia đình. Khi mà anh em thay đổi, em rất là vui. Tại vì lúc trước, lúc nào em cũng vừa đi quay, vừa phải trả nợ cho anh. Em rất là buồn anh em. Chưa bao giờ anh em hỏi thăm em một câu. Gọi cho em đang quay phim luôn mà gọi cháy máy em luôn. Trả nợ cho anh đi, người ta dí anh xuống gầm cầu, anh không có chỗ ngủ. Người ta đòi chặt. Đó là những cái câu mà em bị ám ảnh trong khoảng một cái thời gian dài. Cho nên là khi mà dịch nó bùng lên, anh em chị em á, dường như là không còn bám trụ nổi ở đây nữa. Thì thời gian đó là em bắt đầu em cũng bán buôn, em có kinh doanh rồi, em cũng có thu nhập hơn rồi. Thì em cũng muốn tạo điều kiện cho anh của mình thay đổi. Tại vì biết sao, hai vợ chồng, hai đứa con không kiếm ra được 1.000 nào từ trong ở Sài Gòn. Đi bán hủ tiêu gõ, bán được nhiều. Giang hồ á, người ta đới bán xong tiền lợi nhiều người ta lấy hết. Kêu về quê thì không chịu về. Về quê cô dì chú bác tất cả mọi người nghĩ là mọi người sẽ cười chê. Em mới nói thôi, được rồi, bây giờ về quê đi, ra Đà Nẵng đi, tìm được một cái quán cơm sang lại. Em cho 30 triệu sang lại cái quán cơm. Bán có tiền, nhưng mà chị biết sao không? Lâm vào cái con đường cũ, lại chơi này chơi kia, lại gây nợ nữa. Xong rồi bắt đầu bùng dịch ra, không có công ăn việc làm, bán không ai ăn, người ta đóng cửa hết. Đi về quê là em nói chị, cái thời điểm đó căng lắm, là hai vợ chồng là coi như là muốn vỡ luôn rồi. Em là cái người khuyên chị dâu của em là chị bỏ anh đi. Không có một cái con người nào mà hứa hẹn hết lần này tới lần khác để mà vợ con mình khổ như vậy. Chị bỏ đi. Mà ông hiểu xui khiến sao, bà thương là ông quá, không có bỏ được chị ơi. Mà không bỏ được thì ngày này tháng nọ ơn con khóc miết. Lúc đó là em mua được cái chung cư ở trong đây nhỏ xíu. Em kêu giờ hai vợ chồng vô hết đây, cả chồng cả vợ cả con luôn, đem một đứa con gửi bà ngoại, đem vô đây em làm công việc cho em, phụ em bán buôn này này kia cái hoàng. Vô trong đây vẫn chưa bỏ nha chị, đi ship hàng cho em, ôm cái tiền nó đi chơi luôn, mấy chục triệu bạc. Nguyên một cái thời gian dài em đã sống trong cái sự mà gọi là đi trả nợ cho anh biết. Mà bây giờ mình vô đây mình bao bọc như vậy rồi mà còn như vậy nữa. Bữa đó anh làm như vậy đó, có chị hai em luôn, có cháu em luôn. Em nó kêu giờ chị hai, chị dâu em, cháu em nuôi. Còn anh á, anh ra khỏi nhà đi. Ổng ôm một cái ba lô ổng đi. Cái ngày ổng bước ra khỏi nhà, lòng em rất là đau. Nhưng mà em vẫn phải cương quyết. Tại vì không thể nào mà mình bao dung như vậy hoài được. Là anh sẽ cứ lặp đi lặp lại, tại vì anh đi. Và cả mẹ của em nữa, mẹ ruột của em nữa, cứ phải thay nhau trả nợ cho anh một con số tiền rất lớn. Xong rồi ảnh đi đâu được khoảng 3 ngày, ảnh nhắn tin cho em. Anh gọi điện kêu em ơi tha thứ cho anh đi, tha thứ cho anh đi, anh hứa, anh hứa từ nay là anh sẽ không bao giờ anh phá như vậy nữa. Bây giờ anh không có chỗ đi, về quê anh không dám về. Bây giờ anh đi ngủ lang ngoài đường, em tha thứ cho anh đi. Em hỏi chị sao chịu nổi. Em mới nói với chị dâu em kêu chị dâu em vô trong phòng. Em nói chị hai, bây giờ lần này về em và chị hợp tác với nhau, mình phải cương quyết, mình không cho anh tiếp xúc bất kỳ ai ở ngoài nữa. Em nói với anh em chỉ cần thấy anh cầm cái điện thoại lên anh chơi game, hay là anh chơi bất kỳ một cái gì mà nói chuyện với ai, là anh lại ra khỏi nhà nữa. Lần này em rất là kiên quyết luôn. Một năm trời không cho tiếp xúc với ai, không cho ra khỏi nhà, không cho cầm điện thoại, không mọi thứ hết. Bắt đầu anh thấy được cái tình cảm của gia đình, anh thấy được mọi thứ. Anh bắt đầu anh thay đổi chị, anh thay đổi em vui lắm. Làm cho em có lương. Có lương khi mà đi về quê. Bây giờ đi làm một thời gian về, có dư đổ vàng nè, có dư cho mẹ nè, có dư lo cho con nè. Tự nhiên cái tinh thần nó thay đổi. Bắt đầu làm với em được 2 năm, em có bầu này kia, đám cưới của em có bầu. Tất tần tật mọi thứ, ảnh lo hết cho em. Em cảm nhận được cái tình thương mà anh hai dành cho em. Đó, cho nên là ngày hôm nay mà khi mà ổng thay đổi như vậy là em rất là vui. Có bao giờ Trâm nó gây một cái điều gì đó làm cho em buồn, em giận mà có lỗi với em không? Dạ không.
chỉ có anh làm cho nó buồn thôi, em làm cho nó buồn thôi, chứ em nó chưa làm gì cái điều gì em buồn hết. Sao em lại làm những gì cho nó buồn? Bởi vì cái lúc đó học á, em cũng có một thời gian nói chung là quậy phá chơi bời đồ này kia á, là khiến cho em nó buồn. Đó là cái giai đoạn mà em lập gia đình chưa? Trước khi em lập gia đình. Sao em không nhận thức rằng là cái cuộc sống của hai anh em nó có những cái nó không được như người ta? Sao em không cố gắng lên mà em lại có những lúc mà em lại rơi vào cái tình trạng là hư hỏng như vậy? Dạ, nói chung là cũng do cuộc sống rồi, bạn bè rồi, những cái người này kia níu kéo rồi các kiểu, nó tiếp xúc vô mình thì mình đi theo những cái con đường sai trái. Em có mắc nợ về thì rất là nhiều. Vì cái lúc đó là cuộc sống của Trâm nó tốt hơn không? Vẫn còn khó khăn nhưng mà đỡ hơn nhiều rồi. Có nghĩa là khi mà em lập gia đình là em đã quay lại rồi? Dạ chưa, lập gia đình thì em vẫn còn vài năm nữa. Khi mà thấy vợ con mình nheo nhóc rồi này kia, hai anh em không nhìn mặt nhau vài lần. Bởi vì quá nhiều lần mình vấp ngã nhưng mà mình không đứng dậy được. Nhưng mà cái lần gần nhất đây là quyết tâm là xây dựng cho anh hai một cái kênh YouTube để làm lại cuộc đời. Nói chung là nhờ cái kênh YouTube đó mà em mới được như ngày hôm nay luôn. Em quay YouTube rồi em làm việc rồi lại, em không có dính tới những cái người mà xấu này kia nữa rồi em mới ổn định lại được cuộc sống. Mình làm anh mà mình lại không chia sẻ với em, mà ngược lại lại được em tạo điều kiện cũng như là giúp cho mình giải quyết hết tất cả những cái gì mà trước đây. Em cảm thấy cô em gái này như thế nào? Dạ mình chỉ có hai chữ là tuyệt vời. Anh em là phải thương nhau rồi. Thương anh nhưng mà thương em, nói thiệt sự là tình cảm của Trâm dành cho em là quá tuyệt vời. Nếu như em nghĩ không có em gái của em á, thì em thứ nhất là gia đình em nè là tan nát nè. Thứ hai nữa là em không có được cái cuộc sống mình vươn lên như được như hôm nay luôn. Nói chung là hai chữ tuyệt vời tới người em của em. Bây giờ nhìn thấy Trâm có một cuộc sống ổn định như thế này, rồi được chồng là yêu thương, rồi có cháu nữa. Dạ. Thì em cảm thấy trong lòng mình ra sao? Vui mà vui mừng và hạnh phúc lắm anh. Nói chung thấy em mình hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Em bây giờ cuộc sống đã cải thiện rồi, anh chỉ mong cầu cho cuộc sống nó ngày càng tốt hơn nha. Ok, anh kêu sĩ giờ vô bếp tiếp tục. Thiệt luôn nha. Trời ơi. Tưng bừng luôn. Trâm biết không, anh với Lan là đi biết bao nhiêu nhà rồi. Ăn chực. Ê quên ăn cùng với gia đình cũng đã gần hơn 100 mâm rồi ha. Nhưng mà chưa có cái mâm nào mà nó hoành tráng như mâm này chứ. Nhiều quá trời luôn. Như mâm cổ. Vậy một tay anh hai làm hả anh hai? Em với lại cô tám em nè. Đó. Thật ra thì nhà em là đông người, và mười mấy người, có cả nhân viên nhà kia nữa, là mỗi buổi trưa là đều anh hai đều nấu cho cả nhà ăn luôn. Thì bình thường cũng nấu nhiều như vậy nè. Bạn này là có rất là nhiều câu chuyện hay mấy bạn. Em cũng có nghe Trâm kể, và đây là cái câu chuyện mà em nghĩ là chắc 10 gia đình thì cũng phải có đến cỡ 4 gia đình là giống mình ha. Yeah. Mà quan trọng hết là sau tất cả thì anh hai đã là một người trụ cột của gia đình, như một người cha. Yeah. Để mà chăm lo cho các em. Ủa còn cô Tám là sao với Trâm? Dạ, cô Tám là em của ba con em. Cô Tám là có gia đình được không? Có. Thôi, trong bữa em không mời cô Tám, mời anh nha. Rồi, mời. Có như vậy là hai vợ chồng ở đây là ba mẹ chồng với ba mẹ của Trâm là đâu có ở gần. Dạ đúng rồi, ba mẹ em vẫn ở Gia Lai. Dạ đúng rồi. Hồi nãy anh Bin có hỏi anh hai cái chi tiết nào, hoặc là cái hành động nào, hoặc cái lời nói nào mà khiến cho anh hai thay đổi và anh hai quay xe không? Không. Anh Bin chưa hỏi. Ừ, vậy bây giờ mình hỏi đi. Ừ. Cái đợt cuối cùng mà cái mà em gây ra nửa đằng á, cô ba Trâm lúc đó là đang làm phim bán hàng này kia, nói chung là nó bị stress nhiều lắm, kiểu như tức quá, tức anh hai mình quá, đặt 6 chai thuốc từ sau để tức quá đi về uống. Nhưng mà khi mà nhận hàng nó về là em suy nghĩ cái đó em buồn, là quyết định quay đầu. Quên à, nãy quên nói cái vụ đó, giờ anh nói anh nhắc em mới nhớ. Đợt đó em không biết em nghĩ gì nữa, ông Trọng thì không ở nhà này, anh không ở chung, lúc đó chưa lấy nhau. Là lúc đó là đang thương nhau đúng không? Đang em quen, Trọng đang quen. Đang quen mà ông này không biết hết nhà em hoàn cảnh như thế nào là không biết hết rồi. Thì đợt đó là ở chung cư. Xong rồi lúc đó là em nghĩ anh hai thay đổi rồi. Không ngờ đâu ông làm một cái vố đó mấy trăm triệu nữa anh. Vô cứu nặng, cứu lớn lắm. Em bị chết nặng lắm. Lần đó mà em nghĩ là em toàn nghĩ tiêu cực không à.
mà em cũng không nói cho ông này nghe nữa. Xong rồi em làm đang làm phim, rồi phim mình bị trục trặc, xong rồi anh mình như vậy, rồi hàng hóa nói chung là nó rất là nhiều có vấn đề, nó đủ chuyện, nó ập tới một cái thời điểm đó. Tự nhiên em nghĩ quẩn anh, em nói kêu sao em sống mà em bị áp lực quá, em đặt 6 chai thuốc cho sâu. Em đặt về, ông này là người nhận hàng, và ông khui ra thì em đặt rồi mà em chờ hoài không thấy hàng đâu hết trơn á. Nếu như lúc đó mà em cầm chai thuốc trừ sâu trong tay thì em có thực hiện cái hành vi đó không? Em nghĩ chứ em làm á, anh em biết tính em mà, em nói là em làm, nếu không em không làm em không đặt về đâu. Lúc đó sao em không nghĩ là em còn có trọng, em còn có những người xung quanh? Thời điểm đó em bị stress mà em đâu nghĩ được như vậy. Thật ra cái sự hụt hẫng về niềm tin á, nó gây ra cho Trâm một cái tâm lý rất là nặng nề luôn. Và lúc đó xung quanh mình không còn ai để mà mình có thể níu kéo, bấu víu được. Mà với lại mình cũng không thể nào mà mình lại tiếp tục đem cái câu chuyện của gia đình mình để mà mình chia sẻ với lại cái người mà đang có cái tình cảm với mình. Mình cũng sợ là người ta cũng bị mệt với lại cái gia đình mình nữa. Cho nên là Trâm nó bị giống như là bị rơi vào trong một cái góc kẹt á. Cũng may là lúc đó anh hai anh nhận được. Anh ơi, anh đúng ơi. Đúng rồi. Lúc đó em nhận được, em giấu khoảng nửa tháng trời á, mới kêu sao là đặt hàng lâu như vậy rồi mà không về, thì em đem để giấu cái đó đi rồi. Nhưng mà sau đó thì em nói chuyện với em gái mình như thế nào? Nó cứ hỏi hoài à, sau này rồi em cũng đem cái số chai thuốc ra, em nói là em kiếm em chờ cái này đúng không? Thôi bây giờ anh hai cũng biết lỗi rồi này kia rồi, bây giờ đừng có nghĩ như vậy nữa, cố gắng lo cho phim ảnh rồi buôn bán rồi cho nó hoàn thành hết đi rồi. Từ từ anh em mình nói chuyện sau, rồi nó mới hết. Rồi sau khi mà anh Sĩ á, mang những cái chai thuốc trừ sâu đó ra và anh cũng đã hứa với em là anh sẽ thay đổi, thì khi mà nghe anh mình hứa hẹn những cái điều đó, em trước tiên là anh hỏi em là em có tin bởi cái lời hứa của anh không? Em không tin, em không còn niềm tin nữa. Có nghĩa là cái chuyện này nó xảy ra đã 10 năm nay rồi, nó cứ xoay quần đi xoay quần lại hoài luôn. Nên là em không còn niềm tin nữa. Sau cái sự việc mà em mua thuốc từ sau về thì em nghĩ đó là một cái lời cảnh tỉnh đối với ảnh. Thì ảnh suy nghĩ là anh có sự tích cực hơn, không có ôm điện thoại chơi game nữa, mà anh bắt đầu vô làm việc. Mới hôm tối hôm qua đây nè, là sinh nhật của hai người, ông này là ngày 21, ông này là ngày 24, thì tụi em làm chung một ngày luôn. Rồi ổng lên ổng phát biểu, ổng nói là ổng thấy được anh hai em thay đổi như ngày hôm nay. Rồi ổng chỉ mong anh hai là ngày càng phát triển hơn, cố gắng hơn để mà lo cho con, cho cái. Là ổng vui nhất, rồi mình cảm thấy được cái tình cảm của ổng dành cho anh của mình, gia đình của mình. Mình rất là quý cái điều đó. Anh hai em hồi qua ổng nói như vậy, anh hai em đứng khóc mà. Tại vì nó xúc động, nó thấy được cái sự chân thành đó đó. Nếu như là một người khác, nếu như người ta không thực sự thương mình, không thực sự thương gia đình mình và không thực sự hiểu cho gia đình mình, thì họ sẽ không bao giờ nói lên được những cái lời như vậy. Và họ sẽ không bao giờ mà lấy mình. Nhiều người người ta sợ, người ta chạy anh ơi. Lúc nãy Lan cũng có hỏi Trâm rằng là Trâm có bị khó khăn và bị ngại hay không khi mà một người đàn ông họ thương mình thôi, nhưng mà họ lại còn phải gánh vác cả cái câu chuyện gia đình của mình nữa. Không biết là cái suy nghĩ đó của Trọng như thế nào, và Trọng thương Trâm ở cái điều gì để mà Trọng có thể thương luôn cả tất cả những thành viên trong gia đình của Trâm như vậy? Từ ban đầu á, là lúc mà mới quen nhau á, hai đứa cùng suy nghĩ, xong cũng có thời gian là hai đứa cũng dừng lại. Cũng một phần là Trâm nghĩ là cũng mặc cảm về vấn đề gia đình. Thì nói chung là em cũng biết những vấn đề đó, nhưng mà đối với em nghĩ nó không phải là vấn đề để cho tụi em có hạnh phúc hay không. Em vẫn nói với vợ em, và thậm chí em nói được những cái đức tính tốt của vợ em cho gia đình em. Ba mẹ em thì lại rất là thích tính của Trâm. Còn chuyện gia đình đó là ở cái thế hệ trước. Chủ yếu là bây giờ mình sống như thế nào, có nỗ lực hay không, có tốt hay không, là mình chỉ nhìn vào những vấn đề đó thôi. Còn cái chuyện gia đình là người ta đâu có muốn lựa chọn được. Nói với gia đình thì cũng giải tỏa được vấn đề là hai đứa em mới quay lại. Chứ thực ra chưa bao giờ em nghĩ tới vấn đề mà nhà Trâm có khó khăn hay không là mình thối lui. Tại vì cái đó nó không ảnh hưởng tới em. Thế thì bây giờ anh hỏi Trọng á, đã bao giờ Trâm mới làm em buồn chứ? Dạ có chứ. Thương là buồn về những chuyện gì? Thật ra Trâm làm em buồn là cái tính của Trâm á, thì nhiều khi là cũng xuất phát từ cái sự mà do ngày xưa cũng không ai bảo bọc, cho nên là tự mình có một cái bản năng sinh tồn nó rất là mạnh mẽ. Cho nên nhiều khi tới bây giờ hiện tại cái chuyện nó vẫn còn, mặc dù là bây giờ gia đình nó khác rồi, nhưng mà cái tính của Trâm vẫn còn, có nhiều khi là cứ tỏ ra mạnh mẽ quá, bộc phát quá, phải đâm ra nhiều khi lại suy nghĩ đến một cái sự tiêu cực khác. Nhưng mà nhiều khi mình nói là lại không nghe, nghĩ nói xong rồi bắt đầu mới ngẫm nghĩ lại đúng. Thì cho nên cái chuyện nó cứ qua vậy thì nhiều khi mình nói hoài. Em có bị
stress hay bị trầm cảm sau sinh không? Hiện tại thì sau sinh thì em không có bị trầm cảm, tại vì gia đình có mọi người lo lắng cho em mà, nhưng mà em vẫn bị stress. Trầm chia sẻ với chị là loạn lo âu. Em đi máy bay em sợ em rớt em chết, em không gặp con em nữa, em tưởng tượng vậy đó. Nhiều lắm. Em biết cái chuyện này không chồng? Em biết cái chuyện vợ dạ không biết. Tại vì em đâu có nói đâu mà không biết anh. Cái vấn đề này anh nghĩ rằng là nó không phải giỡn nha. Yeah. Mà hai vợ chồng phải hết sức là nghiêm túc và nói chuyện với nhau. Tình trạng như là trước khi có em bé chứ không phải là sau khi có em bé mới xảy ra. Trước đây nó khác với em. Yeah. Còn bây giờ nó khác. Bây giờ em biết đàn bà mới sinh nữa. Nó đủ thứ chuyện. Hai chồng nên có một cái hợp tác, cái thỏa thuận với nhau. Nhưng mà mấy hôm nay đỡ nhiều rồi anh. Bây giờ nè, không gian này là dành cho hai vợ chồng. Nãy giờ câu chuyện gia đình chúng ta đã nói rồi. Trâm đến lúc này có nói với Lan là chưa bao giờ nói được một cái lời ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, nũng nịu dành cho chồng. Thế mà chồng vẫn yêu. Hay nhỉ? Quen rồi chị. Tại gặp nhau trên bàn nhậu mà em. Không có, tại vì trước đó quen nhau rồi, em đã có cái tính vậy rồi mà. Quá, nhưng mà lúc quen nhau thấy cũng ngọt ngào lắm mà. Từ khi cưới giờ. Bây giờ là không gian của hai bạn, chồng hay không tự xử bày đi. Bày tỏ đi nghe. Đó. Thôi chồng có hoa tặng vợ. Tặng bà xã. Ủa chứ ai lớp vu nó bị lộn ngược à? Thôi đừng đọc chi. Cảm ơn chồng. Chị nói hả? Nói gì nữa không? Đâu có gì đâu. Nội dung hết sức đơn giản. Cảm ơn mẹ Lion. Mãi hạnh phúc nhé vợ yêu. Sao thấy... thấy cái hành động này của chồng lúc này tâm trạng nó như thế nào? Dạ, thật ra là em cũng muốn nói chồng với em là thời gian vừa qua là giờ 4 tháng vừa rồi khi mà tụi em xảy ra sự cố. Sự cố là cái căn nhà này nè, nó bị sự cố. Cho nên là vợ chồng cũng không được gần gũi với nhau, cũng không có thời gian để nói chuyện với nhau, mà tập trung mọi thời gian để mà dành cho con. Đâm ra là hai vợ chồng hay cãi vã nhau lắm. Có nhiều khi cứ buông miệng ra nói những lời giống như là ly dị đi rồi này kia. Dạ, em là cái người nói ra cái điều đó. Tại vì mình bị stress quá, xong rồi cứ gây gỗ với nhau lại buông miệng ra như vậy. Thì ngày hôm nay là có chị Lan với anh Bin với lại cô với lại mọi người ở đây. Thì vợ cũng nói với chồng là vợ xin lỗi. Tại vì những cái lúc đó là tâm trạng em không được tốt, cho nên là em lỡ buông ra những lời như vậy. Nhưng mà từ giờ em nghĩ là em sẽ có một cái suy nghĩ khác hơn. Em muốn gia đình của mình nó hạnh phúc. Em không muốn con của em giống như em đã từng bị. Cho nên em không muốn gia đình của em là con em nó không có cha, không có mẹ. Vợ chỉ mong chồng một điều là bớt đi nhậu lại. Tại vì nguyên nhân mà gây gỗ nhau cũng từ cái việc mà ổng đi nhậu. Tại vì công việc của ổng là ổng hay phải đi tiếp khách. Nhưng mà hồi xưa là mình tiếp khách là tại vì mình chưa có con. Còn bây giờ là vợ chồng đã có con rồi thì mình có cái lý do để mình xin phép người ta về mà. Nên là vợ chỉ mong chồng là từ nay là bớt nhậu lại. Nếu mà chồng bớt nhậu lại là vợ chồng mình vui vẻ với nhau thôi. Trời ơi, rất là thẳng thắn luôn đúng không? Công việc thì nói thật sự chứ em bỏ rất là nhiều, chứ không phải là ngày xưa là hầu như là ngày nào cũng phải đi. Mà bây giờ thậm chí ví dụ 7 ngày, 10 ngày em đi 1 đến 2 lần. Thật sự không có từ chối được. Không phải là mình không biết cách từ chối, nhưng mà thứ nhất em có đối tác, nhà cung cấp, rồi một phần khách hàng em rất là nhiều. Đâm ra mình có thể từ chối 1 lần, 2 lần được. Nhưng khó từ chối 3 lần lắm. Không có rất nhiều độ nhưng mà em từ chối em chỉ đi rồi, một hai độ thôi. Ủa Trâm em còn độ gì nữa Trâm? Dạ em đâu anh ơi. 7 ngày, 10 ngày mà ổng chỉ có một chầu thôi. Cái đó là ổng tính chứ em mà tính là nó khác nữa. Cho nên là không. Là bây giờ là ổng đỡ bớt rồi đó chứ. Thì đỡ bớt đó, người ta đỡ bớt rồi. Ổng từng nhổ một lần là được rồi. Một lần phạt 1 triệu. Rồi, cảm ơn mấy Trâm. Cảm ơn em đã nhận lời tham gia chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, để anh chị cũng như là khán giả biết hơn về cái cuộc sống của em. Một bà mẹ bỉm sữa, một diễn viên Hồ Bích Trâm, tương lai sẽ là một doanh nhân. Đúng rồi. Công việc kinh doanh của mình nó sẽ phát triển nhiều hơn chứ, đúng không? Yeah. Chúng ta phải tạm biệt chương trình thôi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 19:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì hai anh em chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.